Coi chào mọi người nhá. Coi đang ở quán OK Hương Dê Linh Đàm. Trưa nay thì hôm nay thì bắt cóc được anh Quảng mọi người ạ. Anh Quảng với Hà. Anh Quảng với Hà hôm nay thì gọi là tạp phế lù luôn mọi người. Cả hải sản cả thịt chó. Anh có cối không phải làm nước chấm đâu. Anh làm nước chấm à? Ở đây Hà với anh Quảng mua được ít bóng để về làm. À đây Thanh ơi. Anh phải nhờ Thanh một tí Thanh ơi. Có cối không cho anh một cái cối nào. Thành ơi giúp anh tí là tí nữa anh cái này anh làm gỏi thì em cho anh ít gừng này với hả với cả nữa anh có một ít ốc gọi là ốc gai ốc sư tử đấy, tức là ốc này không phải là ốc sư tử mọi người, ốc sư tử nó đắt hơn nhiều và nó khó mua hơn, nhưng mà ở trên Hà Nội họ cứ hay kiểu gọi là kiểu như là bảo nó là ốc sư tử nhưng thực ra là anh nghĩ là đây là ốc gai thôi, khá đắt 250.000 cân. Thì ốc này anh hấp gừng Thành ạ. Ốc gừng thì tí nữa em thiết kế cho anh tí nước mắm gừng nhá. Đây là bắt cóc được em Thành thế rồi. À đây còn có cả mực nữa này, mực này của anh Quảng mua này. Đồ hải sản là anh Quảng mua mọi người. Anh Quảng mua con mực khá là to, mực ống này hấp nhỉ anh Quảng nhỉ? Hấp đi. Hấp nhá. À đây mọi người còn có thêm một con cua rất là to nữa. Cũng hấp luôn. Con cua này đúng 1 cân mọi người ạ. Con cua 1 cân. Một con cua này. Con cua này thì anh em mình hấp. Em nhỉ. Hấp nhưng mà to này mà mọi người. Nó to à. Thế đây mọi người nhìn. Ủa, nó khỏe lắm. Cái càng luôn này. Rồi càng. Đây là muối trắng. Nhưng mà thành ra anh nghĩ là con cua này mình cho thêm, đá thêm đường. Cho nó ngất đi. Xong là mình hấp thì nó sẽ không bị rụng chân ấy. Cua to này. Thành thì cầm rồi. Bằng em. To nhỉ. Tí xuống đây uống bia với anh luôn nhá. Vâng. Cua to rồi mọi người. To lắm. Nó to đây mà. Ôi. Hỏi trong có cái cối không? Để cho các bạn đang lên trên bếp. Cua này. Cua mới sạch. Hả? À? Ăn cái càng này là phê đấy. Càng này phê. Các bạn là mình thích mua cái đồ độc lạ thôi chứ còn cua thì mấy con từ bé thì không nói rồi, nhưng mà con nhìn thấy con này là to quá. To này mọi người. Hôm nay là một chuyến nhậu từ Bắc Ninh nhậu ra Hà Nội. Nhậu từ Bắc Ninh ra Hà Nội. À anh Quảng vừa ở Bắc Ninh về từ Sơn. Em đi qua đây gỗ lạt một tí. Ôi con bóng người nó khỏe, vẫn còn khỏe này mà anh. Khỏe. Con này khoảng 8 con 1 cân chắc tầm đấy. Em không rõ nữa nhưng mà cũng khá. Nhưng mà cái này là phải có cái gì nhỉ? Cái củ cải à? Không phải là cái gừng Nhật mà là cái củ cải đúng không? Bây giờ con cua này thì chắc là anh Quảng chắc là cua này em cho vào đá luôn nhỉ anh nhỉ? Cua này bây giờ em cho vào đá để em cho nó ngất đi anh. Ủa còn cái nồi không vừa cái con cua mọi người. Con cua nó quá to rồi. Nó chọc phát là nó ngất. Không chọc thì ấy quá. Thì mình cho đá vào một tí. Đây cái nồi vừa khít con cua. Em cho mấy viên đá vào cái nó ngất ngay mà. Đấy. À giờ cho con cua nó ngất đi nhá. Xong là mình sẽ rửa. Cái gái hộ anh thì cho anh nửa cái túi đá này vào cái con cua này. Xé ra. Cua được vừa bằng cái chậu luôn, à bằng cái nồi luôn. Em cho nhiều mà. Một tí mình rửa nó ngất đi cái mình cắt dây ra mình rửa. Nó sẽ không bị rụng chân. Rửa đi. Rửa đi xong rồi em cho tí nước vào nhé, cho nó. Em cho tí nước vào, bơm một tí nước vào, cho nó ngấm đều. Ok đấy. Rồi anh cảm ơn nha, em cứ để đây cho anh. Để bàn này đi. Tí nó ngất mọi người, tí nó lạnh ấy, nó ngất cái là mình sẽ tháo dây ra.
mình rửa sạch nó đi. Mực đây là mực mọi người ạ, mực khá to. Mực ống này. Khang này chắc là anh nhờ em chuyển đến bếp là hấp dứa, xả dứa cho anh nhá. Cái mực này nhờ hấp xả dứa xong là bày ra đĩa đẹp cho anh nhá. Ừ. Như bạn Khang bạn ạ, mọi người ạ. Còn ốc này thì anh em mình nó sạch mà, nó sống ở nước biển nó sạch rồi, tí cho luôn vào nồi này. Mình hấp xả xong rồi chấm với nước mắm gừng thôi. Anh Quảng đang làm nước chấm thần thánh của anh. Ăn ngon mai phải học bản quyền đấy nhá. Mai em mua lại công thức của anh nhá. Ông phải đầu tư ngay cho tôi cái cối. Vâng. Cái chày dã kiểu này ghê quá. Làm rau nhọn này. Dạ vâng. Ốc này thì hấp bia thôi, cho bia vào hấp là xong, giảm đây rồi. Đơn giản. Tí nữa Hà sẽ làm món bào ngư ăn gỏi mọi người. Nó rất là sống đấy mọi người. Khỏe luôn. Vui vết nhà, thỉnh thoảng anh em mình tự làm, tự ăn thì vui anh Quảng nhỉ. Vào nhà nó cứ gọi sẵn, nó ghi lại không ưng ý đúng không? Mình tự phục vụ. Không, nhưng mà tôi nói với ông Hà là nước chấm này là đảm bảo là ngon hơn là mua nước chấm Thái này quán rất nhiều. Dạ. Tự mình làm luôn. Dạ. Anh có anh Quảng đã đổi cho em con dao không? Ừ. Em mượn con dao anh Quảng ấy. Bây giờ Hà sẽ làm bào ngư mọi người ạ. Ăn gỏi. Bào ngư ăn gỏi thì đơn giản là tí bảo các bạn thái cho ít riềng. Bào ngư này vừa là mình bắt thanh vào nên là mình phải làm luôn, không nó chết. Cái này của nó rất là ngon này, mình đừng bỏ lãng phí đi, cái này thì ấy bỏ đi này, đó cái này này, đó và cái này ngon này, cái này phân, đây bây giờ mình sẽ bào ngư này chất lượng, bào ngư thì dính ăn gọn. Cứ làm sao mà ăn được gọi là sướng nhất. Cùng với anh em đấy, ba con này là ăn gọi là thoải mái luôn, ba bốn anh em là ba con là thoải mái luôn mọi người. Làm này hết sức cẩn thận đấy. Thank you.
mình sẽ xong rồi đấy. Đây, vỏ nó bỏ đi nhé. Cái này mình chỉ lấy một ít thôi. Mọi người rất là đắt mà mình cố gắng tiết kiệm một tí. Còn mấy cái này là phân của nó, mình bỏ đi. Chanh nha mọi người. Mình sẽ rửa bằng chanh. Cho mình sẽ thái mỏng ra thôi. Đây, em phải cắt cho anh cái quả chanh đi. Em lại sửa chanh hết vào cái này. Chờ đấy. Để Hà ra rửa sạch nó đi để chuẩn bị thái ăn gỏi mọi người. Mình bóp chanh. Mình chỉ cần bóp chanh thôi là sạch. Mình giờ mình tí mình sẽ rửa qua nước sạch là được. Chanh nó có đảm bảo là chống tanh này, lại còn giảm độ nhớt. Ngon lắm. Mọi người gặp bảo ngư mua nhé. Bảo ngư là trông đến giá thì đắt, nhưng mà tính ra là nếu mà mua theo ít số lượng ít này thì cũng cái bao bảo ngư này thì cũng mấy trăm nghìn thôi, chả nhớ nữa. Mà ăn gỏi thì xuất sắc luôn. Đây, Hà sẽ thái gỏi đây mọi người. Hà gần ăn được luôn rồi. Giòn lắm. Tí mình ăn với gừng. Bao ngư này Hà chỉ thích ăn gỏi đấy, không thích ăn cái gì khác. Giòn lắm. Bỏ vào cái đá này cho nó lạnh mọi người. Ôi chả trình bày như kiểu là mấy ông đầu bếp nữa. Mình đơn giản thôi. Nó cứng ngắc này mọi người. Nó cứng ngắc luôn. Ăn như gừng đầu mù tạt, đảm bảo là món này là món đắt hàng. Bỏ đánh đá cho nên này để cảm nhận đi. Cưng à, thế là Hà đã xong món gỏi đấy. Bây giờ xin các bạn gừng với cả tía tô thôi. Bảo ngư. À, bảo ngư. Bảo ngư này. Ăn gỏi nhá. Bảo ngư ăn gỏi. Ốc ốc gọi là ốc sư tử. Ốc sư tử. Hấp bia. Được không? Đấy, xong là cua hấp thịt chó. Ủa, hôm nay là gọi là tả phế lù. À, chim chó. Cần tăng con số của con chó ấy mọi người. Đây mọi người ơi. Anh em mình chơi làm cho khách hàng thì mình sẽ làm cẩn thận và sạch và đẹp hơn. Anh em thì làm thì sẽ kiểu đơn giản thôi mọi người. Đổ bia vào là hấp thôi. Bây giờ em phải đổ bia vào. Cái này là tí anh em mình chấm với nước mắm gừng ớt.
chấm xì dầu mù tạt. Xì dầu mù tạt là chấm cái kia, hoặc ai thích chấm gì chấm, mình làm nhiều loại nước chấm mà. Đấy, bây giờ cho bia vào hấp mọi người ạ. Nhanh lắm. Đấy, thoải mái đi. Đẩy vung vào, xong rồi. Món này là món đã xong. Món này cũng xong. Còn món bày cho anh ít cái thịt chó này ra đấy. Đấy, cho ra đĩa cho anh là xong. Cả rau riết nữa. Thì Hà đang kiểm tra con cua để xem nó đã ngất chưa. Nó ngất rồi thì mình sẽ rửa sạch rồi. Ô, con này ngất rồi. Đấy, ngâm đá. Con đúng một cân một con cua này. Sao to đấy? Một cân, vừa đúng một cái song mà. To quá nhỉ. Nhìn cái càng nó to đúng rồi. To nhỉ. Nhìn cái càng này. Bàn tay mình nhỉ. Ngất rồi, ông này ngất rồi. Đúng một cân một con à? Con này đúng một cân tròn luôn. Tròn chính một cân luôn. Một cân tươi một tí. Mà trừ dây đi rồi còn một cân. Trừ dây thì còn cân. Nhưng mà nhìn cái càng nhỉ, kinh khủng. Càng to. Bây giờ con này cũng rửa đi, nhưng là cho vào nồi này hấp luôn thôi. Xin ít xả của các bạn ấy, đổ bia vào hấp thôi. Bạn này, quá nhỉ? Bạn ấy có khi bạn bạn đây, bạn đây, để cái bạn thấy bạn ấy lấy để xử lý bạn lấy kéo bạn cắt cho mình cái cả hà quay phim mọi người ạ. Đấy, đây bạn cơ bản lấy kéo bạn rửa sạch con cua đi cái là cẩn thận nó cắt nhá. Không, nó đang ngủ rồi, đang ngủ rồi. Đá nó đang ngủ rồi. Đá nó ngủ rồi. Cẩn thận đứt tay. Đang lấy cái gì đấy rửa sờ sờ ra đi. Anh em mình ăn vặt nó không quên. Nó ăn sạch lắm lắm đúng không? Ăn sạch quá đấy. Nó gọn một tí. Để con ra đây. Tí nhau nó gọn. Đấy. Rồi đây, tắm rửa tí sạch sẽ. Rửa sạch sẽ. Tí lên nồi, nó lại tỉnh như chết. To nhỉ? Kinh không? Càng nữa rồi. Bọn người càng nữa này. Đấy, cái cách làm cua ấy là mình cho vào nước đá để cho nó ngủ nhá mọi người nhá. Ngủ chứ không? Rất là ok. Đấy, rất là ok này, nó đang ngủ này. Nó không bị rụng càng. Đấy. Mà vệ sinh các thứ là nó rất là ok. Dễ hơn đúng không? Bỏ nước đá đi nhá. Đấy, chính cái nồi này hấp luôn được của bạn. Đấy. Được không? Có được, để tráng cái nồi đi một tí là được rồi. Đấy, tráng cái nồi đi tí. Nó đang bị lạnh, nó đang ngủ, nó phải ngủ một lúc cơ. Sạch rồi đấy. Cảm ơn. Sạch hơn mình. Ngoan rồi đấy, vừa kít luôn. Vừa kít luôn. Ra hấp thôi mọi người ạ. Đấy, cho xả vào là hấp thôi. À, chấm thêm cái gì nhỉ? Cái xả với cả nồi nữa. À, bếp ấy. Nắp bung nữa. Nó cho vào hấp luôn. Ô, nó lại sống rồi này. Đây nó sống mà. Đây đây, để lấy mấy viên đá. Ok, không, bây giờ mình hấp rồi thì nó lại cũng nhanh thôi. Để rồi. Vui thật. Cưng đổ bia vào. Em đang ngủ. Tức là bạn ấy uống bia trước xong rồi mình uống bia với bạn ấy sau đúng không? Thì nữa anh em mình uống bia nhá, bạn cua nhá. Cho vào hấp thôi. Đây là thịt chó đấy mọi người. Đây là anh mình cho cua lên. Còn món gì nữa? Món mực nữa nhỉ? Rồi, món ốc này thì chín nữa. Chín nữa, thơm lắm. Ốc này ngon lắm mọi người. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Chín rồi, chắc chắn chín rồi. Ốc cực kỳ nhanh chín luôn. Ốc nhanh chín. Ừ. Tí nữa kiếm cái ổ kêu nhỉ. Nóng lắm. Đây mọi người, mực của anh Quảng đây. Mực, ốc, nói chung là hải sản thịt chó của anh Quảng hết. Hôm nay thì chỉ có mỗi cái mặt bằng thôi. Rượu cũng anh Quảng cũng lấy ở xe ra nữa. Anh em ở cái lúc nãy gọi và anh ấy ở ông Quảng mới về đến từ Sơn. Đấy, cua đang hấp đây mọi người, nhìn cua đã không? Anh thấy con cua đã không? Vừa đúng cái nồi luôn. Vẫn đang dãy à? Vẫn đang dãy đấy. Rồi anh em mình bây giờ cứ triển khai cái món mấy cái món xong rồi anh nhỉ? Ừ. Đây. Để đâu cũng được. Cái này biết nó kia nó làm nó ngon không?
đây là thịt chó là của bạn chim, anh đúng không? Chim chó. À, chim chó à? Nghiêm nghiêm một cái món đấy thôi. Không có cái món khác. Đây mọi người có mù tạt để ăn cái món bào ngư. Cua thì còn lâu mới chín đấy anh Quảng nhỉ? Cua thì mình cứ kệ nó thôi. Và thôi anh em mình ăn mấy cái món trước anh nhỉ? Ăn sashimi trước. Sashimi trước. À, thử quả bào ngư đi. À, xin các bạn ấy một ít lá tía tô. À, Khang thì cho anh xin tí tía tô nhá. À đây mù xì dầu, à đây mù tạt đây, mù tạt này Hà với Cường là hai thách đố nhau cái món này mà mấy lần cũng dại dột. Thì đua với ông Cường là không ổn. Ông ấy mạnh hơn mình. Cương nó đánh răng mù tạt còn được. Nhưng bạn ấy mạnh hơn. Ô, xì dầu của Cương đó. À đây, bát kia. Có 4 anh em mà, 4 bát mà. Món ốc này cũng ngon này. Thực ra nước chấm này hôm nay anh tự làm nhưng mà chưa đạt tiêu chuẩn. Theo anh mong muốn lắm vì nhà không có cối. Ngon rồi đấy. Sư tử. Ốc này không biết có đúng là ốc sư tử không. Nhưng mà chắc khả năng là đúng ốc sư tử rồi. Có một loại cũng khá giống là ốc gai. Cái này là ốc gai thì. Nhưng mà khá giống ốc sư tử nhưng mà chưa chín. Không chín rồi. Không, ốc này nó thế đấy bạn ơi. Ốc này khẳng định với bạn là chín rồi. Chắc lắm. Chín rồi. Chưa ra được. Cong là nghĩa. 15 phút mà. Luộc 15 phút mà. Ôi, chín rồi. Chín chưa? Chín rồi. Vừa đẹp đấy, vừa ngon đấy. Ăn thử đi. Đây nha, bạn Cương bảo Hà là chưa chín, Hà ăn rồi. Xin lỗi anh Quảng, em ăn trước nhá. Ăn đi. Cứ mạnh thì mẹ lên. Đấy, em chấm nước mắm gừng này. Sợ gì. Đập sống ăn còn được mà. Nó miếng ốc mà người. Nó dày như này mà. Ốc này nó cực ngon luôn. Ăn thử bạn ơi. Ngon. Vừa chín tới à? Chuyển đi thế nào. Ăn nó dài lắm. Có cái xiên đây nhỉ? Ngon lắm. Ngọt cực. Tập xiên. Con này nó nhỏ quá đi cho nó. Mày ngon cực. Nó phải bong mà. Ấy rồi này ăn cả luôn. Thôi này nhá. Tặc ruột này. Ốc này là ốc sư tử rồi. Chuẩn. Ốc gai nó ít gai hơn. À nó không xù xì được như này. Thôi rồi. Về không? Chín rồi. Chín rồi. Ngon lắm. 15 phút cơ mà. Ngon lắm. Và gần 20 phút ấy. Đấy này, có giờ rồi đấy. Con này của anh nó có cái gì ở cái đầu này nhỉ? Con gì nó bố ở cái đầu này? Đâu anh? Đây. Nó là như kiểu là... Chắc là ăn được không sao đúng không? Vâng, nó như kiểu là... Kiểu một loài sống ký sinh. San hô ấy. San hô à? Ngon nhỉ? Bỏ này ra đúng không? Bỏ này ra. Cái này chấm với mù tạt cũng ngọt. Mù tạt ngon hơn. Mắm tỏi ngon hơn đi. Để có lúc ruột đã nha. Thế nào anh? Giòn. Nghe giòn sần sật luôn. Có ngon. Ngon nhỉ? Có ngon. Mà quán ấy không có nhiều anh nhỉ? Ừ. Nó chỉ có gấp đôi chỗ này thôi. Không có mực được. Mực của anh Quảng đây. Mực này cá to đấy. Mực hấp dẫn nhỉ? Các bạn với bày cũng đẹp đấy. Các bạn đầu bếp mà làm được. Con ốc ăn được anh ạ. Anh em ơi, chúc mừng con ốc đi anh ạ. Chúc mừng con ốc đi anh ạ. Nào. Em chúc sức khỏe anh nhé. Anh mạnh nhé. Anh em nhé. Anh Quảng. Rượu êm. Em cảm ơn anh. Chắc là cái món sashimi này anh em mình thử một tí cũng được anh ạ. Đây. Có bào ngư anh mạnh ạ. Bào ngư đây anh ạ. Bào ngư ấy. Đây Hà còn mời mọi người nhé. Em xin phép anh Quảng nhé. Ừ, ăn đi. Cứ xử lý thôi. Mọi người nhé. À, chấm, mình ăn một miếng chấm thẳng luôn. Thẳng không thôi. Rồi.
thế nào anh? Gọi là giòn sần sật luôn nhỉ. Bảo Ngư em thích nhất là ăn gọi, ăn sashimi anh ạ. Ăn gỏi này. Không hề tanh một tí nào. Còn anh Mạnh dùng anh Mạnh. Anh mình Mạnh có thể gói vào lá tía tô với một lát gừng, có gừng đấy. Đấy, có gừng lát này. Ăn này ăn cái này là khỏe lắm. Nó giòn hơn củ chuối. Ờ mình xin nhá. Xin củ chuối nhá. Giòn hơn củ chuối. Giòn hơn củ chuối ạ. Anh Mạnh mà ví vào ngư giòn hơn củ chuối. Cùng với người là kinh điển đấy. Kinh điển đấy. Ví vào ngư giống như củ chuối. Vào ngư mà ngày xưa là vua chúa mới ăn món này đấy. À vào ngư mà củ chuối Việt Nam mình biến thành vào ngư thì Việt Nam mình thành nước đại gia đấy. Tốt cầu củ chuối. Nếu mà có loại size 2 cân một con là nó phải 2 triệu mấy một cân. 2 con một cân. Hai con một cân thì nó phải bằng cái bát này anh nhỉ? Bằng cái bát. Thế nào bạn? Hôm đưa xem giá. Cũng giòn mà nó ngọt kìa. Tuyệt vời. Bảo Ngư này ăn sashimi sướng lắm. Nó giòn mà ngọt. Nó mua có 2 con mà nó sao này. Đúng mình được. Ồ, hình như là tắt. 2 con mà nó này đầy luôn. Nó ở trên cho thêm bia vào đó. Chín rồi. Chưa, chưa. Cứ hấp thêm đi. Đừng cua cứ thoải mái. Hôm nay mình mua cái ốc đấy. Ốc mà hôm nay ăn được rồi. Ừ. Ốc ngon mà, ốc này ngon lắm. Ăn ốc gì mà nó tué ra một con nó khoảng 2 cân ấy. À, nó ra như ốc, nó giống như con này nhưng mà to hơn. Có là ốc ở trong ấy. Ốc giác này, ốc giác vàng này cũng to này, ốc gì em quên mất rồi. Mà con đấy nhá, cho vào nồi lẩu này thoải mái luôn, không vấn đề gì. Đúng rồi. Em có một con đang làm gạt tàn thuốc ở nhà. To đúng mà. Anh hôm nào anh em mình là mỗi vào ngư về chiên bơ ngon. Chiên bơ à? Vâng. Tôi vẫn thích nhất là ăn sashimi này. Sashimi nó giòn anh nhỉ? Ăn một cái chấm nó giòn tan trong mồm mà nó ngọt. Ngọt. Có vị có mà không tí thì không hề tanh nha mọi người nhé. Không hề cảm giác gì tanh. Để mời mọi người nhé. À thì hạt chấm thẳng toàn luôn, khỏi phải ghém luôn. Mời mọi người nhé. Đó. Nó rất ngon. Giòn. Anh nói đúng đấy, giòn hơn củ chuối. Cái này là cái gì đấy anh Mạnh ơi? Pín chó đi. Ngẩu pín chó. Ngẩu pín chó. Cái này ăn thì cái là một người khỏe hai người vui. Ôi thật chết, anh em mình hôm nay toàn ăn những cái đồ mà nguy hiểm. Bảo mình nên chấm cái gì? Đây có cả mắm tôm này. Vâng, mắm tôm đấy. Mắm tôm cho thêm tí rượu vào được anh nhỉ? Rượu mấy cả. Đường này anh. Rượu này đường đúng không anh? Có cần đường không anh? Không, nếu như mặn quá thì cần đường thôi, còn không cần không mặn. Có chanh không anh? Có cái chanh không anh? Có chanh mà. Đây là bín chó này. Tùm còn đấy. Nhìn hấp dẫn quá. Để măng nữa chứ. Măng ấy chứ. Hôm nay anh em mình cũng chạm thịt chó nhỉ anh Quảng nhỉ? Đúng rồi. Hôm nay là kế hoạch là định ăn thịt chó. Cuối cùng là có mỗi tim chó để ăn thôi. Anh em này nhìn thấy bóng ngư này chuyển sang đi ăn hải sản. Cả nhà nhá. Mềm lắm này đấy. Đúng rồi. Có giòn bằng bào ngư không anh? Quá ngon đúng không? Quá ngon đúng không anh? Có giò đúng không anh? Sao chó này bím này có xương cứng vậy? Nhà thế mới lạ. Bím xương nó cắm thẳng bím nhỉ? Ừ. Ngay nhỉ? Con chó này có xương ở bím mà. Đầu nó này. Đây là đầu của nó. Đầu của ai anh? Mút cái đầu nó nhìn nó từ dưới đến chết rồi. Cái này nó là thể nang nên là ăn được bình thường. Em thể nang của nó thế là ngon nhất đúng không? Ừ, nó toàn sụn mà. Nhìn anh ăn thèm thèm rồi. Ừ.
có mỗi xương. Đây, một con chó này. Một con chó. Nhưng mà bím nó có xương chả? Ừ, bím. Dạ quá. Đây là bím, bím chứ không phải bím. Bím. Bím, bím rồi, bím. Chó đực, chó đực. Chứ không phải là bím. Chú này gọi bím, chú. Ta coi chị ăn con ốc này. Ta bây giờ làm thế nào lấy ra được những cái bạn cơm lấy hộ. Bây giờ mình rồi loay hoay. Anh Quảng có lấy được không? Đang cố gắng. Từ rồi anh. Đẩy nó đặc ruột đấy. Nó hơi cứng tí nhưng mà. Đây. Úi dồi ôi. Đấy. Ra một cục luôn. Đúng là có đúng là rồi mà. Bây giờ thực sự thà thử tấm với cả xì dầu mù tạt mọi người ạ. Ăn không khác gì bóng ngư nhỉ? Ngon đúng không? Mời mọi người nhé. Nó giòn đấy nhỉ? Ngon như bóng ngư hơn. Cứng ngắc luôn. Giòn như bóng ngư luôn. Bỏ thôi mà. Nó chỉ nhạt hơn bóng ngư một xíu. Kinh. Có lẽ rất là nhiều nhá. Đây đây, móc hết ra luôn này. Đây là móc hết sạch luôn này, em đi là bỏ đi. Bỏ đi cái bỏ nhưng mà mình sẽ móc hết được. Chắc là cái này này, cái đen đen này mình sẽ bỏ đi. Nhưng cái trứng này mình trứng này để lại được. Ăn. Cái đen đen này mình sẽ bỏ đi. Thì quá, một nửa trứng. Giả sử như nó mà tách hẳn ra nhỉ? Anh sẽ bỏ cái đen này đi. Cái này mà đắt tiền khi mình có khi cũng cố mà ăn đấy nhỉ? Công sức mình cậy khẩu tát hết một hồi. Mời anh em nhé. Vâng. Cảm ơn chú nhé. Lần sau đi gặp ông này mình mua về mời. Hay đấy, hay ông ơi. Mà giá nó hợp lý nhỉ? Vâng. Giá 250 một cân. Một cân là quá hợp lý luôn. Ông này ngon, ăn ngon. Ốc sư tử à? Sư tử. Họ gọi là ốc sư tử. Ăn được. Thôi, chúc mừng con ốc à anh? Lại chúc mừng con ốc. Lại chúc mừng con ốc. Chúc khỏe anh em nhé. Rồi anh nhá. Đấy. Anh Quảng làm mực đi, bữa anh em mình làm miếng mực đi. Tình hình là mực này cũng là phải ăn với nước chấm của anh Quảng cơ. Nước chấm của tôi đấy. Mọi người ăn này xem là có cung cấp cho nhà hàng đi đấy anh Quảng. Anh Quảng. Không bán được lo. Ô cái này chấm ngon nhỉ. Người anh Quảng. Hà có chấm ngâm ngâm của anh Quảng nhé. Anh Quảng là người bạn của Hà chơi thân lâu năm mọi người. Không ngon với tiền. Mà anh ấy trước có clip. Không ngon anh đi châu Phi mọi người. Thơm đấy. Ừ. Nước chấm ngon thật không? Cảm nhận thật xem nào. Ngon. Thơm đậm. Anh phải về nhà bảo vợ anh lấy ớt, lấy chanh, lấy ớt đây là dầm ấy. Ngon mà. Thơm lắm. Anh bảo Hà là bố Hà pha được nước chấm này giống anh. Rất đơn giản và ngon nhá. Ông ăn được cay thì sẽ rất là ngon. Cay vừa đủ. Quan trọng thế là cái vị thơm của cái ớt đấy. Thơm lắm. Ngon quá. Này là cái chấm cái mực ngon đúng không? Ngon. Mực rất hợp mà. Ngon mọi người. Mực cũng khá ngon đấy. Món này chấm ngon thật quá. Ai, sướng quá. Nhờ, có nhận cái nước chấm nó ngon nhỉ? Ngon không? Ngon. Lại chúc mừng cái nước chấm đấy đi nhá. Thế nhá. Lát nữa gọi điện phê vợ. Phải, có gì chia sẻ công thức cho anh em hoảng làm nhá. 5-6 lần bây giờ tôi đưa ra một công thức rồi. Một công thức đấy phải tự tay mình bốc muối với bốc đường vào nó mới vừa. Mà muối phải muối hạt đấy nhỉ? Muối tinh ấy. Tinh. Muối tinh như này được này. Đây là muối như này này. Mỗi muối như này. Vâng. Với đường, với cả ớt. Mỗi vậy thôi. Không có một cái gì khác. Với tất nhiên là có chanh. Vâng. Không, nhưng mà em thấy cái ớt thì thơm lắm ấy, ớt gì mới thơm như này. Đúng rồi, ớt này là ớt mà mình anh đặt ở trong Cam Ranh người ta chuyển ra. À, thì nó mới thơm này. Không, nhưng mà cái ớt đấy thì có rất nhiều ở trên miền Trung đấy. Mình cứ đi vào cái mạn màu xanh xanh của ớt. Em chưa nhai đâu, mà cho vào miệng con nó thơm, rất là thơm. Đúng rồi. Em ăn nước chấm này xong rồi nước chấm Thái hải sản ở quán thấy thế nào? Nước này ngon hơn nhiều ấy đúng không? Ngon, thơm lắm. Đúng rồi. Mà các quán hải sản chả bao giờ có những cái nước chấm kiểu thần thánh như này nhỉ? Thơm. Thơm ví dụ luôn. Mà cái này phải chấm cực đậm. Cực đậm vào, gì mà thật sự đậm vào. Ngon lắm. Đây em làm ăn hải sản để xong. Chưa nhai nó mới ngấp ở nơi đầu nơi thôi mà.
nó rất thơm. Bây giờ mà vợ anh mà gọi điện là anh sẽ bảo là em ơi anh đang tắt mồ hôi rồi. Vợ hỏi là tại sao, cái việc đấy thì em tự nhiên em đoán đi đúng không? À cua, ui dồi ôi cua. Ông này ông hơi gọi là như kiểu là cua ở dưới biển đấy nhỉ. Yên vị rồi đấy. Yên vị rồi, tắt, tắt bếp rồi đúng không? Tắt rồi, tắt rồi. Ui nóng lắm, nóng. Tắt xong rồi, tắt xong rồi. Nóng. Ui cái càng này. Trời, ngón tay mà càng. Đỏ quá. Tay này là mình phải, nếu như mà xòe ra là bằng cái bát ô tô đấy. Đấy nhưng mà nguyên bát ô tô là vừa bàn tay, đây là không ăn thua thì cái... Mà con này, con này hai càng nó đều đều nhau nhỉ? Đây là cua cái. À, cua đực thì thông thường. Con này cua đực chứ anh? Cua đực à? Đây là cua đực. Cua đực. Ờ, cua đực của hai càng bằng nhau, con càng này to hơn một tí. Đấy. Ông ấy cũng hơi bề thế nhỉ? Quá bề thế luôn. Càng gì càng to càng nhỏ ấy. anh Quảng làm cây càng đi anh Quảng ơi. Ăn đi, ăn đi. Anh em ăn đi. Đây. Đi bắt cái càng luôn. Nóng không? Đây, để ăn đây. Đi đây, đi anh Nhiên có khi ăn cay thì hơn mình. Nhưng mà chịu nóng có khi là kém hơn mình. Chịu nóng kém hơn. Rồi, đưa ra này. Nóng. Ủa. Nóng mà nó cứng. Được, ăn đi. Anh em dùng đi. Đúng rồi, mọi người nhìn thấy cái bát này. Chú xử lý đi. Không vừa cái bát luôn. Đây, mới găng tay à. Để đấy, anh em. Đây. Anh dùng đi, dùng đi. Bây giờ có hai cái càng của bốn anh em bây giờ. Cưa đôi làm rồi, cưa đôi nữa. Không, bọn em ăn cưa. Em ăn phần phần. Cái này em lại ăn. Cái này lấy máy cưa. Bỏ mắt. À đang thử miếng chân luôn. Cái nó nhiều kịch cái. Rồi, lại chúc mừng con cua. Chúc mừng con cua anh. Mừng con cua. Rượu kia. Rượu ngon. Rượu như quay kem à? Như quay kem luôn. Như quay kem luôn. Anh thử ăn cảm nhận cho em phát nào. Cảm nhận ăn cua này nè. Chấm với nước chấm thần thánh của anh nè. Cua này mà chấm với nước chấm này của tôi đảm bảo là rất là ngon luôn. Vị ngọt à. Ừ. Nào anh. Tránh tình trạng anh em liếm màn hình. Cua rất là ngọt. Mà nước chấm ớt thơm. Này rất là thơm và cay nồng. Cay nồng. Ăn toát cả môi ra này. Nhưng mà sướng. Sướng đúng không anh? Mời mọi người. Thật sự là tuyệt vời mọi người ạ. Cái nước chấm của anh Quảng rất là tuyệt vời luôn. Mặc dù là bí quyết có thể là nằm ở cái quả ớt đấy. Hoặc một cái công thức pha tỷ lệ mà chắc là tới đây phải phỏng vấn riêng anh Quảng làm cái nước chấm này. Có phải định đâu nha mọi người nhá. Hoàn toàn là cực ngon luôn. Anh thử anh thử chấm cái nước mắm nước chấm thần thánh của anh Quảng ấy. Sao cầm thấy nó kiểu nó mình phải đỡ này nặng tay. Nặng tay. Anh mạnh rất là hài nữa. Mày là ngay nhá. Đinh nào anh. Nói chung là anh cảm thấy uống rượu. Phải uống rượu à? Ok anh. Cái này là không có gì để nói. Dạ. Nó cũng đủ rồi. Thực ra bây giờ mình ăn hải sản mình phải có nước chấm. Nước chấm này mới là đủ. Cái nước chấm này mọi người ơi, nước chấm này của anh Quảng thì từ đây Hà sẽ xin phép anh Quảng để chia sẻ cái công thức nước chấm này với mọi người nhá. Được. Anh Quảng sẵn sàng chia sẻ nhá. Sẵn sàng. Rất là thơm. Thơm luôn. Tắt mồ hôi xuống. Mà nó cay là cay vừa đủ. Vẫn có độ ngọt, vẫn có độ thơm. Đủ hết vị đấy. Mọi người ấy, Hà với cả anh Quảng với cả Cương với cả anh Mạnh nữa là mấy anh em đang ngồi với dây một lúc nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Hà. Hãy ấn đăng ký kênh của Hà cũng như là hãy cho Hà một cái comment tích cực để Hà có động lực làm video tiếp theo hơn nha. Xin chào hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Chào mọi người.